kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình chia sẻ nơi làm chả lụa nhân viên, nơi làm chả lụa và làm chả lụa từ đầu đến bắt đầu đó là lấy ra luôn quý vị. Đây là sai thịt đó quý vị, thịt cắt nhỏ ra bỏ vô xa vậy đó. Rồi anh mới nghe mới đó là nước mắm đó quý vị, nước mắm ngon là chưa có gì. Thấy sạch không quý vị? Rồi cái này đó mình hấp chín rồi nha, cái này là mới cái phần này là phần còn sống đó. Nè, đường vàng nè, rồi muối, bột nêm, bột ngọt, nước mắm. Vậy thôi chứ có gì đâu quý vị. Đó, đó gia vị của anh đó, giờ gọi nhiêu đó. Không có giấu giếm gì đó. Thịt, nè thịt dây nào quý vị? Đây. Bì nè, nên cho bì. Vô bì hả? Đó, thì bì. Đó là cân lượng. Rồi bên đây em này xếp lá, rồi hồi đó mình chia sẻ xếp luôn nha quý vị. Gói á. Trên màn hình mình có cái số điện thoại của anh chủ này nè. Mình muốn đặt chả lụa, rồi chả chiên, chả cá, chả bò, xúc xích, phô mai gì ở đây ảnh có làm hết đó quý vị. Đây, đó, đó, bây giờ lấy mặt hàng đây, tôi đứng xa xa là tôi quay hết luôn. Đây. Đây, thầy hai anh em ảnh làm luôn. Hết luôn. Đó. Gói là vậy đó, đó bỏ tan thôi cái mới lấy lá chuối quý vị. Đúng rồi, ngồi đứng gần gần vô quá đẹp luôn đó, cho bà con anh chị cộng đồng mạng xa gần á được biết cái cách họ làm chả lụa, rồi bắt đầu họ gói chả lụa kỹ thuật họ làm như thế nào, chia sẻ luôn, kỹ thuật luôn. Mình coi video này mình biết làm chả lụa luôn. Anh này anh lọc nha quý vị. Giò chả lọc tú rồi đó mới bỏ vô cái sau lưng là cái bếp cái lò để mình hấp đó quý vị. Đó rồi mình gói vậy nè, xong cái cây đó là hấp trong đó, hấp là bao nhiêu thời gian, là bao nhiêu phút vậy là nó chín ra anh lọc. À cũng tùy theo bếp hơi nhiều thôi. Đúng rồi. Cái đó là hoàn toàn là mình hấp vậy không? Hấp. Mình bỏ mình hấp nha quý vị. Kiểu như mình hấp cách thủy á 60 phút là 1 tiếng đồng hồ á, là ở cái lò này. Còn nhiều khi quý vị có cái lò mà nó nhanh hơn, hoặc là có cái lò nhiều khi nó không có nóng á, nó kém cái hơi hơn thì nhiều khi nó phải lâu hơn nha quý vị. Đó, ảnh bỏ ra là người khi người ta căn ký gì hết nha quý vị. Nó căn từng miếng vậy đó, đó là nó cái cây chả lụa mình ăn là được cân lúc cái mọc đó, nó còn sống nha quý vị, chưa có hấp chưa gì hết đó. Trong cái cối xài đó là mình lấy ra luôn như vậy, và khi ở trong cái cối họ lấy ra là như là họ đã niêm nếp sẵn hết rồi, hồi xài đó ngon hay dở là cái hồi cái mình xài đó mình nêm nếm luôn. Đó, cái máy xay để cơ sở này làm rất là sạch nha quý vị. Chia sẻ luôn.
đó chả bì nha. Chả bì đó, chả bì đó. Còn cái đó là cái gì vậy? Chia sẻ luôn. Hạt tiêu. Hạt tiêu hả? Không có giấu gì có gì. Đó, chia sẻ cho quý anh chị em biết. Hạt tiêu. Sau khi có mọc sống rồi thì mình muốn làm chả bì thì mình sẽ trộn bì vô thêm như thế này. À, trộn thêm không? À. Chả bì. Là cái mình ăn ăn mà cái tắc 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 gan gan không? Gan cái này là da heo. Da da hả? Da. Dạ, yeah. Rồi cái đầu mình xay tiếp. Cho lên cho nó đều, tí là đều. À, cái đó có xay không ạ? Phải xay cái đó ở dao nó đánh vậy là có đứt không? Nó có hay là cái nó còn nguyên miếng vậy? Bì vẫn còn nguyên miếng. Bì cái hồi nãy mình xác là còn nguyên miếng hả? À. À. Giờ là có món giò bì đó, giò da. À. Vậy đó. À, được cái mới hỏi cái cơ sở đó. Mình được cái phép lại chia sẻ đó quý vị, thì cho quý chị em á, cộng đồng mạng được biết quý vị, cái này là giống như mình vô lò mình chia sẻ đó, là phải có cái sự đồng ý quý vị. Đó gói rồi. Ủa nghe. Ủa em này chỉ cái cuộn cuộn rồi ha. Cũng cần ký luôn, ký luôn hả? Không, không. Chủ á, còn bên đây nè. À, giờ mình quay bên đây đi. Mình quay cái này đi. Lá nó phải xếp nha quý vị. Có đùa đâu nha. Đó, cái lá này là xếp như thế này. Phải mấy lớp á, phải không em? Dạ, hai lớp. Hả? Lá đột. À, lá đột đó là mấy lớp. Rồi cái lá ngoài là hai lớp hả? Hai lớp, cứng chả. Cứng chả đó, phải kỹ thuật cho đúng đó nha quý vị. Chứ không phải là mình muốn gói bao nhiêu mình gói đâu, xếp lá nữa chứ không phải đâu. Đó. Nè, hai ba lớp nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, người ta cuộn vô. Đó. À, lấy băng keo băng lại miếng đầu cho nó dính đó. Còn mấy cái nữa gói hết rồi, hết sảy luôn đó. Rồi quý anh chị em mà đang có muốn gói mà không biết gói như thế nào thì mình ráng mình chia sẻ như vậy. Không biết quý anh chị em có xem có đây nè. Đó. Rồi mình vô mình quậy tưng bừng luôn. À, có xin rồi quý vị, có xin chủ chia sẻ rồi. Rất là nhiều lớp nha quý vị. Nè lá độn nè. Bốn lớp nè. Rồi mới tới cái lá này. Rồi tới lá này. Rồi tới lá này, rồi mới tới ở ngoài là cái miếng composite. Đấy, đó là mới là gói đó. Nó độn đủ lá nó mới cứng cây chả. Nhiều khi á nó nhiều quá, nhiều lá quá là lâu chín. Kiểu vậy hả anh Lộc hả? Nó phải vừa đủ thôi. À, nhiều lá nó phải tăng thời gian lên thì nó hao điện không có gì. Cứ muốn mua chả đó thì liên hệ cái số điện thoại trên màn hình video gặp ông chủ này, gặp anh Lộc.
Bây giờ là 4 giờ sáng nha quý vị. 4 giờ sáng. 4 giờ sáng bắt đầu mình làm chả là để là sáng mai mình bán. Thành ra chả nó mới có mỗi ngày vậy, giờ chả là mới mỗi ngày nha quý vị. Ở là ngay chỗ này là ở là mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc. Qua khỏi chợ Đồng Mối Hóc Môn quý vị. Là tới chỗ này thì trên màn hình video mình có cái số điện thoại của cái cơ sở của anh chủ nè Lộc, thì mình cứ gọi nha quý vị, gọi điện thoại nếu mà là liên hệ mua bán rồi có mình có đi đến đây mình biết chỗ nào cứ gọi điện thoại rồi anh Lộc anh trực tiếp anh hướng dẫn các bạn đến mua hàng ủng hộ á. Đến trực tiếp với cơ sở. Vừa đang nói chuyện cái gimbal mà anh xỉu đi, gimbal mà anh xỉu luôn, quay phim nó không có sạc pin rồi nó xỉu luôn, nhỏ quẹo quang mé luôn đó, em mới gói đó quý vị. Chả nó kêu chả bì đó, giờ anh Lộc rồi, anh Lộc anh gói nó đó, anh ta giữ nó mình làm video đó, mục đích là nó có cái mục đích là mình chia sẻ cái kỹ thuật rồi chia sẻ nơi của cơ sở ở đâu để thứ nhất là người kinh doanh nó được dễ, bà con xa gần á được mua cái chả mà nó có cái chất lượng, làm nó sạch rẻ nữa nha quý vị. Và cũng một số kỹ thuật chia sẻ đến những chị em mà thích nấu ăn làm bếp á, là biết được cái cách họ gói như thế nào để mình tham khảo quý vị. Quay ra cho các bạn xem. Quay bánh tét. Quay bánh tét. Đóng mà không chấm. Bàn tay điêu luyện. Nè, để anh gói hết cái đóng đó, mình chia sẻ hết cái đóng đó, anh gói anh cột cho quý vị xem. Dựng lên ha. Cái động tác ảnh là rất là dứt khoát nha quý vị. Gói cái đầu á là ảnh gói kiểu ảnh là để nó không chảy nước rồi quý vị. Để một cái hai cái có bề vô ba cái. Rồi ảnh dựng lên cho chả là gấp rất là dứt khoát nha quý vị. Lên nè, đó rất là nhanh luôn. Để bên kia vô, để bên kia vô. Xem như vậy mà không biết gói nữa thì thôi. thế nào anh Lộc cũng có người kêu thầy à, hả, họ làm theo, họ học theo cái cách của mình, họ kêu mình thầy. Tiếp đó, tiếp đó. Chia sẻ cho quý anh chị em cộng đồng mạng biết cách làm từ A đến Z luôn.
mình còn cột vòng tròn nữa nha quý vị. Đó anh Lộc ha. Đó cái dây đó dư đó dài đó để không mình cột vòng á hả? Quấn à. Hai vòng. Thì theo đó, anh chia sẻ rất là chân tình quý vị. Rất là đánh dấu luôn là bên loại luôn. À, quấn dấu để thành 2 vòng. 3 vòng là 2 vòng là loại nào? 3 vòng là loại nào vậy ha? Bì rồi mọc cái gì vậy đó hả? Đó. Anh làm quá nhiều rồi, giờ như cái công việc anh quen rồi, anh làm cái tay anh đã dứt khoát hết rồi. Có chê luôn. Rất là thực tế. Có như thế nào, đang hoạt động như thế nào là mình chia sẻ nó thực tế như vậy luôn. Có dàn dựng cắt ghép gì hết. Để cho bà con xa gần xem để biết cái chả lụa mình đang được làm như thế nào nha quý vị. Ba giờ sáng là đầu mình ở đây là anh mới thức dậy, mới chuẩn bị quý vị, rồi hẹn mình đó là 4 giờ ra quay video. 4 giờ sáng là mình tới đây đó, mình chia sẻ hình ảnh đến cho bà con khán giả xem. Xem để biết chả lụa mình ăn được làm như thế nào. Thì cái hương liệu mình ăn thì trên nó miếng chả mình ăn là nghe cái mùi nước mắm á quý vị, nước mắm ngon á. Thì đó, toàn bộ cái hương liệu mà rồi gia vị đó quý vị. Thì nó đang nằm ở trên màn hình. Quý anh chị em được xem đó. Thì có tiêu vậy đó. Đơn giản, rất là đơn giản quý vị. Không có gì. Gói kỹ thuật. Rồi sai thịt, rồi cách hấp, rồi cách gói. Thì mình có làm video đây cũng nhiều rồi quý vị. Cũng mấy cái video rồi. Thầy bán rất là nhiều rồi quý vị. 4:20 đúng giờ không? Thì có nhiều cái video trước á, thì mình có chia sẻ là cách chiên chả chiên đó quý vị. Rồi những mặt hàng ở cái cơ sở này bán cũng phong phú lắm nha quý vị, mấy chục loại đó. Này là bên đây là cái này là chưa bỏ vô, cái này là mình mới có bắt lên mình nấu cho nó đủ hơi để mình bỏ chả này vô mình hấp đó, phải không? Đó. Đó, cái này nó mới có nấu nước đó quý vị. Đó. Đó, bỏ vô khai. Đấy, mình chia sẻ mà nó hoàn toàn nó thực tế luôn. Rất là trung thực.
người có cái nghề, mỗi người họ có cái nghề, cái cách làm chả, kỹ thuật làm chả rồi cách hấp, nó giống như cái này là món ăn mà quý vị, nhiều người nó có cái cách chế biến riêng. À, chả chì một mình đây em đây kia nè, sáu một khúc nữa là chín nè. Lớp nào hấp, lớp nào chiên, 60 phút nữa là chả lụa mình là xong rồi, phải không? Rồi ở đây là có là xúc xích nè, nem nướng nè, bò chiên nè, rồi da bao nè, nhiều lắm quý vị. Bây giờ chiên về cái món làm chả mà chả chiên, cái là chả chiên hay mà ham luôn không? Đó đóng gói đó, hai anh em mình đóng gói để quay, hai anh em mình đóng gói để câu chuyện hoạt động á, hoạt động tại cơ sở lúc 4 giờ sáng như thế nào mình chia sẻ đến bà con cô chú anh chị khán giả xa gần được biết. Người làm chả rồi mua bán chả họ làm rồi ở đó họ làm những việc gì, họ chuẩn bị như thế nào, mình là người tiêu dùng mà mình có mua không à, và đó ở đây là nó làm gì. Chả mà cắt ra khúc mà thoải mái luôn à. Thật ký đó quý vị, thật ra cái này để dơ nè, dơ qua anh là anh cắt lại miếng, anh cắt lại miếng anh cho đủ ký đó, rồi bán món này nữa nha quý vị. Cái này là cũng ảnh làm luôn nè, cơ sở này làm luôn, mấy cái nem nướng này cũng ở đây mình làm không ha. Như cái nghề của anh là mấy cái món này là mình đang quay video chia sẻ với các bạn đó, là ở đây là ảnh làm hết đó quý vị, cơ sở này làm hết đó. Quên nữa, nó hỏi cái giá cái chả lụa nãy mình làm á là bao nhiêu tiền ký? 80-120 hả? À, cái chả lụa nãy quý cô chú anh chị em á, cô chú anh chị em xem á là 80.000 đến 120.000 tùy theo loại quý vị. Còn cái chả chiên này cũng 80-120 luôn hả? À, cũng 80-120 luôn quý vị, từ 80.000 đến 120.000. Còn cái món này là món hấp dẫn này nè, mình lấy ra cho quý vị xem. Cái nem nướng này nhiêu cũng 80-120 luôn hả? Hấp dẫn 75.000 ký hả? 75-90.000. À, 75-90.000 nem nướng này nè, 75-90.000 quý vị. Đó, nhìn thấy ham không? Ủa sao cái này nó khác với cái này là miếng là sao? À, kiểu 75-90.000, không biết cái nào là 90, cái nào là 75. Cái này là 90 ha, cái này là 90. Cái nào 90? Hả? Này 75.000, cái kia 90.000. Cái này 90 hả? Cái này 90.000 quý vị. Còn cái bên đây là 75.000, nãy giờ mình quay cái này là 75.000. 75.000 một ký. Rồi dọn rồi, đi giao hàng. À dạ rồi đó, đi giao á, chạy giao á. À, cuộc sống vậy đó quý vị.
cuộc sống rồi cái cơ sở đó, đi sản xuất là để giao cho bạn hàng chợ vậy đó quý vị. Quay lên cái anh đè các bạn tập tú quá quý vị đó. Có cái là ngay cái đè nó hơi chói. Còn đây là đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Đây là đường Nguyễn Thị Sóc. 4 giờ sáng á, bà con đi chợ rất là đông quý vị. Đó, đi chợ chở hàng vậy đó. Bầu bí mớp dưa leo đó, bên kia họ bán đó quý vị. Rồi bên đây là mình cũng có nhiều cái video là dựa chuối của chú Năm. Chú Năm Quyên đó, đối diện và chú Năm Quyên là Lộc Tú chả lụa. Thì quý anh chị em á, có kinh doanh về mặt hàng này, chả nè, cái này là da bao nè, để bán bánh mì đó, đồ bán bánh mì chả. Mà nếu mà bán bánh mì á là mình lại đây mình mua là đầy đủ luôn, khỏi cần đi đâu nữa. Ôi, xúc xích nè em ơi, em cho hỏi này miếng coi có làm gì không, có làm gì không? Không hả? Cái này là bán nhiêu, chia sẻ cái giá coi. Xúc này 20.000 gói. À, xúc xích này 20.000 gói nha quý vị, 20.000 một gói, 5 cây 20.000 một gói. Rồi cái này bao nhiêu tiền một ký? Da bao, da bao đỏ 100.000, cây này được ký 50.000. À, cây đó được ký 50.000, 100.000 một ký. Còn cái này, cây vỏ thủ, cái vỏ thủ xào loại ngon, 100.000 ký, cây 60.000. Vỏ thủ xào loại ngon này là bao nhiêu? Đây cây này 60.000 ký, 120.000, cây này là 60.000. Còn cái này, này bò viên lớn ký 70.000. Bò viên lớn ký 70.000. Bịch này, bịch này là 1 ký luôn. Dạ. Đúng rồi, nặng à. Còn cái này, xúc xích loại ngon vậy đó, 45.000 gói, ký 90. Xúc xích loại ngon 45.000 một bịch này nửa ký là 45.000, một ký rồi hai bịch là 90.000. Còn cái này xúc xích gì? Xúc xích Lộc Tú 35.000. Ở xúc xích của mình làm á hả? 35.000. Ở ở kia, ở đây là xúc xích loại ngon, còn cái này là xúc xích loại Lộc Tú. Cái này này ở đây mình làm quý vị, cái cơ sở Lộc Tú là 35.000 thôi. Thì đó, cái mẫu hàng nó cũng giống nhau, nhưng mà cái này 45, cái này 35.000, ký 70.000. Ủa, cái này khác nữa hả? Dạ, khác nữa. Cái này khác nữa hả? Rồi cái này cái gì? Xúc xích Việt Mỹ 35.000. À, xúc xích Việt Mỹ 35.000. Dạ, xúc xích này. Thì trang như xúc xích này luôn 35.000, 35.000 một gói nửa ký. Còn cái này? Này, ủa, này là tôm viên á hả? Dạ, à, tôm viên này là nhiêu? 30.000 gói, 60.000. 30.000 một gói, 1 ký 60.000. Tôm viên, tờ gom tôm, tôm gì đây mà sao mà rẻ thế? Cái này, bò gì? Bò viên, nửa ký 30.000. À, bịch nửa ký 30.000, bò viên, bò viên nhỏ. Cái này là cá viên hả, gì đây nè? Cá viên nhí. Hả, à, cá viên hả? Loại nhí. À, cá viên nhí hả? Bịch 200g. Bịch 200g, bịch này 200g nhiêu? Dạ, 12.000. 12.000 bịch 200g mà 12.000. Bán lẻ. À, đây bịch này cái gì? Cá viên nữa. Cá viên nửa ký 25.000. Cá viên nửa ký 25.000 bịch. Cá này là cá hôm bữa chia sẻ đó, hôm bữa nói anh nói chả cá của mình là cá ba sa. Cá ba sa ở miền Tây mình nuôi đó, quý vị. À, hết sảy luôn. Hết sảy con màu bảy luôn. Rồi video này mình chia sẻ cách làm chả lụa từ A đến Z là nha quý vị. Cái là xay thịt quý vị, gói chả rồi hấp chả. Rồi mình chia sẻ những cái mặt hàng ở cơ sở Lộc Tú, chả lụa Lộc Tú quý vị bán á, có cá viên, tôm viên nè, rồi xúc xích đủ loại á, nem nướng nè quý vị.
thì muốn giới thiệu đến quý anh chị em cộng đồng mạng á, rồi giá cả ở cái cơ sở Lộc Phú của mình á, bán là như vậy nha quý vị. Rồi cái số điện thoại trên màn hình video đó các bạn đang xem là của cái chủ cơ sở chả lụa Lộc Tú đó quý vị. Mình mua bán đặt hàng thì cứ gọi trực tiếp gặp ông chủ để mình đặt hàng. Rồi video mình mục đích là chia sẻ như quý vị là cập nhật cái giá một số mặt hàng tại cơ sở Lộc Tú đang kinh doanh nha quý vị. Rồi kết thúc. Nếu quý khách hàng và quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.